6 loại quả tuyệt đối cấm thắp hương vào ngày mùng 1, ngày rằm, ngày Tết, kẻo thánh thần của phạt, càng cúng càng mang tội, tiền bạc đội nón ra đi. Quý vị thân mến, trên tay tôi là một quả bưởi, đúng không ạ? Một quả khế và đây là quả cau. Thì chúng ta biết có những loại quả đại kỵ không được thắp hương trên bàn thờ. Thì trong video ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những điều này. Quý vị thân mến, người dân Việt Nam ta vốn có truyền thống về nguồn cội. Vì vậy nên cái việc thắp hương vào ngày rằm, ngày mùng 1, ngày Tết ấy, là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống đã được duy trì hàng ngàn đời xưa cho đến tận ngày nay. Trên bàn thờ gia tiên vào ngày rằm, mùng 1, ngày Tết thì không thể thiếu được mâm cao cỗ đầy. Đấy, có sơn hào hải vị, nhưng mà cái hoa quả ấy, là một cái lễ vật quan trọng không thể thiếu. Đặc biệt là quý vị thấy ấy, người ta thờ rất nhiều quả bưởi đúng không ạ? Và cái việc lựa chọn ra một cái loại quả để thắp hương vào ngày mùng 1 Tết, ngày rằm hoặc là ngày mùng 1 hàng tháng ấy, là hết sức là cần phải lưu ý. Bởi có 7 loại quả được cho là đại kỵ, càng cúng càng mang tội, thần linh thì trách phạt, hao tài tán lộc. Ở trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại quả cấm kỵ cần phải tránh khi mà thắp hương. Xin mời các bạn và quý vị cùng theo dõi để lưu ý không phạm phải những cái điều đại kỵ trong ngày Tết sắp tới đây, đặc biệt là ngày Tết âm lịch. Quý vị thân mến, theo quan niệm của dân gian được truyền từ đời này sang đời khác, thì cái ngày rằm ngày mùng 1 là thời điểm trăng tròn và linh thiêng nhất trong tháng. Đó. Đặc biệt là cái ngày mùng 1 Tết ấy. Ngày mùng 1 Tết là ngày đầu tháng, là ngày đầu năm. Đó. Và trong những ngày đầu năm của Tết dương lịch, Tết âm lịch, thì người ta đều mong muốn có được một cái năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và có được cái tài lộc. Vậy nên là gì? Nhà ai cũng sẽ sắp mâm cao cỗ đầy, và một trong những cái đĩa ngũ quả là cái điều không thể thiếu trong cái ngày Tết. Thưa quý vị, nói chung ấy, theo quan niệm dân gian truyền từ đời này sang đời khác, thì cái ngày rằm, ngày mùng 1 được cho là một trong ngày linh thiêng. Cái ngày mùng 1 mà được may mắn, được lộc ấy, thì cả tháng chúng ta được lộc. Nếu mà ngày mùng 1 Tết được lộc thì cả năm chúng ta cũng được lộc lá theo. Đó. Và cái ngày này cũng là cái ngày mà ông bà tổ tiên cùng các vị thần linh giá ngự về thăm con cháu, thăm lại chốn trần gian, và để bày tỏ cái tấm lòng thành kính của tổ tiên và cầu mong các vị thần linh phù hộ cho gia đạo luôn được may mắn an yên, gia chủ nên lựa chọn một vài cái loại quả phù hợp để dâng cúng lên các đấng bề trên. Hoa quả cũng được coi là một cái kết tinh, là một cái kết tinh của những cái điều tốt đẹp và linh thiêng, là trái ngọt mà đời sau hướng đến gửi cho đời trước, những lời cảm ơn với đời trước. Bởi vậy mà dân gian có câu là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Có nhiều gia chủ thường nghĩ rằng khi thắp hương quan trọng là ở cái tấm lòng thành tâm, còn theo cái điều kiện của gia đình ấy, thờ cúng gì cũng được. Thậm chí nhiều người còn chọn những loại hoa quả thắp hương theo sở thích, tức là mình thích ăn quả gì thì thắp hương quả đấy. Tuy nhiên, đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Không phải bất cứ các loại trái cây nào cũng phù hợp để dâng cúng lên ông bà tổ tiên. Có những loại quả được coi là tuyệt đối cấm kỵ, không được thắp hương vào cái ngày rằm, ngày mùng 1, đặc biệt là vào ngày Tết trên cái mâm ngũ quả. Nhiều gia đình vẫn khá chủ quan trong cái vấn đề này và dẫn đến việc lựa chọn sai cái loại quả thắp hương dâng lên ông bà tổ tiên. Cũng chính là xúc phạm đến thần linh và gia tiên tiền tổ, phát sinh nhiều cái vấn đề rắc rối, khiến cho gia chủ hao tài tán lộc trong cái năm 2024 sắp tới đây. Từ đó cái vận hạn, cái tai ương nó cũng sẽ kéo đến. Vậy thì đâu là những loại quả gia chủ cần phải tuyệt đối tránh khi mà thắp hương vào ngày rằm, ngày mùng 1, đặc biệt là ngày mùng 1 Tết sắp tới đây, trong 3 ngày Tết. Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ ngay cùng quý vị và các bạn. Quý vị hãy lắng nghe để tránh không phạm phải những cái điều đại kỵ đáng tiếc trong tâm linh. Thưa quý vị, thứ nhất là trong ngày mùng 1 Tết, ngày rằm thì chúng ta không được thắp hương các loại quả có gai. Thưa quý vị, vẫn biết rằng các loại quả có gai nhọn như quả mít hay là quả sầu riêng ấy thì có hương vị rất thơm và ngon và hấp dẫn, được nhiều người vô cùng là yêu quý. Tuy nhiên, xin cảnh báo với quý gia chủ rằng tất cả những vật gì có hình thù sắc nhọn như dao, kéo, đinh, gai thì đều mang trong mình nhiều cái sát khí lẫn cái tà khí. Đó. Nếu mà đem loại quả này đặt lên trên bàn thờ thì chẳng khác nào mang chướng khí lên cái bàn thờ nhà mình. Một nơi linh thiêng như vậy thì tuyệt đối cần phải tránh những cái điều này. Thắp hương bằng một loại quả chi chít gai nhọn
thì cái sự bình an cũng như là sức khỏe của các thành viên trong gia đình cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy nên, dù thích đến mấy thì các quả này cũng chỉ nên để ăn chứ không nên để dùng thắp hương, đúng không ạ? Thắp hương trên bàn thờ, đặc biệt là ngày lễ Tết. Cấm kỵ thứ hai là những loại quả có mùi thơm nồng nặc hoặc là đã chín quá nẫu, sắp hỏng ấy, chín nẫu sắp hỏng ấy, đúng không ạ? Quý vị thân mến, quý vị hãy nhớ rằng ban thờ là một không gian thờ cúng, cần phải trang trọng, cần phải linh thiêng. Khi sắp lễ thắp hương, gia chủ cần phải tránh chọn những loại quả có mùi hương quá nồng nặc như là quả sầu riêng hay là quả mít, sẽ làm giảm đi cái sự thành kính đối với tổ tiên, đối với các bậc thần linh. Bên cạnh đó, những loại quả đã chín quá nẫu cũng cần phải tránh, như là chuối, đu đủ chín nẫu, bởi khi đặt chúng lên trên bàn thờ thì sẽ nhanh chóng hỏng và thu hút ruồi muỗi cũng như là cái con bọ lui tới, nó làm ô uế cái không gian thờ cúng, đánh mất đi cái sự trang trọng và cái sự linh thiêng cần thiết, làm cho thần linh cũng phải ngao ngán mà quay lưng đó. Bên cạnh đó, bàn thờ tổ tiên cũng cần phải tràn đầy cái sinh khí và cái sự ấm áp, đặc biệt là trong cái ngày mùng 1, ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết. Vì vậy, tốt hơn hết là gia chủ nên chọn những loại quả có thể là trưng được lâu như quả bưởi chẳng hạn, đúng không? Và có độ chín vừa phải như là táo, bưởi, vân vân, cam, xoài đó. Cấm kỵ thứ ba là không được dùng quả giá để thắp hương vào ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ, ngày Tết. Thưa quý vị có biết rằng thắp hương bằng hoa quả giả chính là một cái sự xúc phạm lớn nhất đối với thần linh và tổ tiên hay không? Nhiều gia đình vì bận rộn công việc hay là không có điều kiện về kinh tế, thường mua một mâm mũ quả giả về để thắp hương được nhiều lần để tiết kiệm chi phí. Và vì cho rằng các cụ chỉ ăn hương ăn hoa, nên là cứ bày ra hoa quả giả miễn sao đẹp mắt là được. Tuy nhiên, cái việc này lại gì thể hiện cái sự vô tâm và không có lòng thành kính, chẳng khác nào là lừa dối, là coi thường những người đã khuất, coi thường thần linh. Đấy. Khi con cháu không thành tâm thì chắc chắn không thể nào nhận được những sự phù trì, sự phù hộ của tổ tiên. Nếu như gia đình không có điều kiện để thắp hương ngũ quả vào cái ngày Tết, ngày rằm, ngày mùng 1 hàng tháng ấy, thì gia chủ chỉ cần chuẩn bị duy nhất một thứ quả thôi cũng được. Những quả bưởi này cũng rẻ đúng không ạ? Thì đâu đó chỉ tầm 10, 15, 20 nghìn thôi, thì quý vị cũng có một cái món quả để thắp hương cực kỳ là tuyệt vời đó. Nhưng mà phải là hoa quả thật, đúng không ạ? Hoa quả thật. Dù cho là vô tình hay là cố ý thắp hương bằng hoa quả giả vào ngày rằm, ngày mùng 1 thì cũng là một cái sự xúc phạm đến thần linh, khiến cho thần linh tức giận, trừng phạt cả nhà, cả gia đình đó. Cấm kỵ thứ tư là không thắp hương những quả mọc sát dưới đất. Quý vị thân mến, theo quý vị thì vì sao ban thờ lại được đặt ở vị trí cao và trong trận nhất, vị trí linh thiêng nhất trong nhà? Đó là bởi vì ban thờ cần trang trọng, cần cái sự tôn nghiêm, nó thuộc về phần thiên, còn cần phải tách biệt với lại phần địa là thuộc phần đất, đúng không ạ? Khi thờ cúng, chúng ta cần phải áp dụng cái nguyên tắc này, tuyệt đối không thắp hương những loại quả mọc sát dưới đất, hay thậm chí là gì, mọc trong lòng đất. Chắc chắn gia chủ cũng không muốn đặt một thứ còn vương vãi đất cát lên trên bàn thờ để thắp hương, đúng không ạ? Có thể kể đến các loại quả có họ nhà cà chua nhỉ, me này, thanh trà, bí đao, là những loại quả không nên lựa chọn để sắp lên cái mâm lễ thắp hương. Tốt nhất là các bạn nên chọn những loại quả mọc trên cao như là cam, xoài, đu đủ, đấy, quả bưởi, đúng không ạ? Quả táo, vân vân, sẽ đảm bảo được cái sự thanh cao và thể hiện cái tấm lòng thành kính đối với tổ tiên, với các bậc thần linh. Thứ năm là kiêng loại trái cây méo mó, đúng không ạ? Trái gì cũng vậy, nó phải tròn, phải đẹp thì mới được, đúng không ạ? Những quả méo mó thì chúng ta cũng nên không nên dùng, đúng không ạ? Hoặc là những quả có hình thù kỳ quái thì cũng cấm kỵ đem thắp hương vào cái ngày mùng 1 Tết hoặc ngày rằm. Đấy. Đây là cái sai lầm phổ biến mà rất nhiều người đang mắc phải, mà không gì không hề biết liệu các bạn có đang mắc phải những cái sầm đại kỵ này hay không. Chẳng phải bỗng nhiên mà nhiều người lại ưu tiên chọn những loại quả đẹp mắt để mà thắp hương đâu. Bởi vì họ nhận thức được rằng cái việc dâng hương lên tổ tiên một loại trái cây méo mó chẳng khác nào là một sự xúc phạm đến thần linh cả. Đặc biệt là những loại quả đã bị dập nát một góc, hoặc đứt cuống, hoặc là méo mó phần đầu, hoặc là sần sùi, hoặc là có những cái vết ám ố, những vết sẹo do ong đốt, hoặc là côn trùng cắn,
đặc biệt là gì, những quả ổi mà chín rồi bị gì? Bị con rơi hoặc con chim nó cắn cắn dở ấy, mà lại đặt bên ban thờ nữa thì là một cái điều nữa, càng đại kỵ đúng không ạ? Bởi chúng sẽ đem lại cái nguồn năng lượng xấu, làm ảnh hưởng đến cái vận may cũng như là cái phước khí của các thành viên trong gia đình. Tốt nhất là các bạn nên chọn những loại quả gì tròn trịa, đều, đẹp để thắp hương, vì chúng mang lại cái nguồn năng lượng tốt lành, tượng trưng cho cái sự tốt lành, suôn sẻ, sung túc và đủ đầy. Đó. Kim kỵ thứ 6 là không thắp hương những loại quả cay, đắng, chua, chát. Các bạn nghĩ rằng cái việc dâng lên ban thờ ngày rằm, ngày mùng 1, đặc biệt là ngày mùng 1 Tết, trên cái mâm ngũ quả ấy, mà các loại hoa quả có vị chua, chát, đắng, cay, thì đó gì? Chính là cái hành động mà tự chuốc lấy cái xui xẻo vào bản thân. Chúng ta thờ phụng tổ tiên, hương thơm cháy ngọt là để bày tỏ cái lòng biết ơn của chúng ta đối với những người đã khuất. Cảm ơn họ vì đã mang lại cho con cháu cái ngày hôm nay một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Đồng thời cũng là lời cầu mong thần linh phù hộ để cho công việc làm ăn nó được suôn sẻ thuận lợi. Còn những trái cây như ớt, me, khổ qua là những cái loại quả mà có vị rất chua, rất chát và rất đắng. Bản thân con người ăn còn phải nhăn mặt, suýt xoa, thì không có lý do gì để dâng lên thần linh, đúng không ạ? Các bạn hãy ghi nhớ cái điều đó để không rước họa vào thân khi mà thắp hương vào cái đợt rằm và đợt Tết sắp tới đây, đặc biệt là Tết âm lịch ngày mùng 1 Tết ấy. Đó. Thưa quý vị, sau khi tìm hiểu về những loại quả mà cấm kỵ thắp hương trong cái ngày mùng 1 Tết trên ban thờ gia tiên ấy, và nhiều người thì không khỏi băn khoăn là chúng ta nên thắp hương cái loại quả gì để cho phù hợp, đó, để vừa bày tỏ được cái tấm lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên, lại vừa gửi lời cầu chúc cho gia đạo luôn được vẹn tròn, hạnh phúc. Dưới đây là 5 loại quả phù hợp để thắp hương vào cái ngày mùng 1 Tết và những ngày lễ Tết Dỗ Chạp Người Rằm, đó. Thứ nhất là quả táo. Trong phong thủy, quả táo tượng trưng cho cái sự bình yên và sự hòa hợp. Loại quả này cũng được ưa chuộng vì nó có màu đỏ, mang cái ý nghĩa tốt lành của sự may mắn, phát tài, phát lộc. Bày loại quả này lên trên ban thờ vừa đẹp mắt, lại có hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng, rất phù hợp để chúng ta gì thắp hương vào cái ngày mùng 1 Tết và ngày rằm để cầu mong một năm bình an, may mắn, tài lộc dồi dào. Thứ hai là quả bưởi. Quả bưởi trong tiếng Hán đọc phát âm giống như từ con trai. Đấy. Do vậy, mọi người thường bày bưởi để xin lộc về con cái. Hơn nữa, trái bưởi, trái bồng có hình tròn, rất là đẹp mắt, lại có mùi thơm, dễ chịu. Nó phù hợp để bày trên ban thờ, trên mâm ngũ quả ngày Tết, ngày rằm hoặc là những ngày lễ Tết Dỗ Chạp đó. Và nó cũng có mùi hương ngan ngát, đấy, cho cái không gian thờ cúng nó trở nên linh thiêng hơn và thêm trang trọng hơn. Thứ ba là quả dứa. Thưa quý vị, trong tiếng Hán, quả dứa phát âm nghe như cái từ may mắn theo cách của bạn. Vì thế, dứa đã trở thành một trong những biểu tượng phong thủy truyền thống cho sự giàu có và cho sự may mắn. Khi chuyển nhà ấy, thì đây cũng là một cái loại quả cần phải gì? Có để gì? Cần phải chuẩn bị đầu tiên ấy. Tiếp theo, thứ tư là gì? Quả cam. Cũng cùng họ nhà bưởi thì quả cam cũng là một loại trái phổ biến được đặt trên ban thờ gia tiên, đặc biệt là gì? Trên mâm ngũ quả ngày Tết và bàn thờ thần tài ông địa. Theo phong thủy thì màu sắc của cam cũng như là bưởi thì có màu vàng tươi. Đấy, màu vàng tươi tượng trưng cho sự mát rượi. Đặt lên trên ban thờ được nhiều người tin rằng cái loại quả này ấy, nó có múi thì nó sẽ xua đuổi những xui xẻo, mang lại may mắn cho gia đình và cho những người thân của chúng ta. Thứ năm là quả đào. Thưa quý vị, đào là một cái quả mà thắp hương ngày Tết rất là tốt. Nó mang cái sự trường thọ, mang lại sự may mắn, đúng không ạ? Thì cũng giống như trái cam, trái đào cũng là một trong những trái cây phong thủy phổ biến được đặt trên ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài ông địa. Đó. Quan niệm phong thủy cho rằng đào là biểu tượng của sự bất tử, liên quan đến sự giàu có, sức khỏe và tuổi thọ. Đây là loại quả tốt lành nên thắp hương vào ngày mùng 1, đấy, ngày rằm, đặc biệt là mùng 1 Tết sắp tới đây. Đó là 5 loại quả tốt lành mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn để quý vị có thể lựa chọn. Làm cái loại quả thắp hương vào cái ngày mùng 1 Tết trên mâm ngũ quả hay là gì vào những ngày lễ Tết bình thường. Kèm theo đó là những loại quả kiêng kỵ mà quý vị tuyệt đối không nên sử dụng để thắp hương nhé. Quý vị thân mến,
có một cái vấn đề nữa mà rất nhiều người quan tâm, đúng không ạ? Đó là gì? Khi thắp hương thì chúng ta thắp mấy nén hương? À, theo quý vị là chúng ta thắp mấy nén ạ? Vào ngày rằm mùng 1 và ngày lễ Tết, đúng không ạ? Một nén, ba nén, năm nén hay là hai nén? À, các bạn đã thật sự hiểu hết về ý nghĩa của số nén hương mà mình định cắm lên trên bàn thờ hay chưa? À, xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Thì theo các chuyên gia phong thủy ấy, bên cạnh cái khâu chọn lễ vật như là hoa quả, các lễ vật dâng cúng đó, thì cái việc thắp hương đúng cách cũng vô cùng quan trọng. Nó cũng sẽ giúp gia chủ gửi lời thỉnh cầu đến thần linh và tổ tiên. À, Tử Thông sẽ tiếp tục giải thích cái vấn đề này ngay sau đây. À, xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe để biết thắp hương đúng cách trong cái ngày mùng 1 Tết sắp tới, cũng như là ngày rằm ngày mùng 1 thời gian tới đây thì đó là như thế nào. À, quý vị thân mến, đa phần là khi thắp hương thì chúng ta thường thắp số lẻ, bởi số lẻ nó tượng trưng cho phần âm. Do đó chúng ta có thể thắp 1, 3, 5 hay là 7 hoặc là 9 nén hương trên mỗi bát hương. Ý nghĩa sâu xa của số nén hương ấy, theo quan niệm của dân gian ấy, thắp một nén là ngụ ý cầu bình an, thắp ba nén hương là hy vọng tổ tiên có thể linh ứng để gì, báo tin bảo vệ những người trong gia đình, xua đuổi những cái tai ương, những cái hoạn nạn. Thắp năm nén là cách mà các thầy pháp dự báo cái điểm lành, giữ hoặc là mời gọi thần linh. Thắp bảy nén dùng để mời gọi thiên thần, thiên binh, thiên tướng về nghe lời cầu khẩn. Nếu không phải việc bất đắc dĩ thì không nên dùng bảy nén hương. Thắp 9 nén là tín hiệu cầu cứu. Nếu như là bất đắc dĩ không còn nơi nào để cầu giúp đỡ nữa, nhân lực không thể cứu vãn, thì hy vọng Ngọc Hoàng Đại Đế và Thập Điện Diêm Vương cứu giúp muôn dân, cứu khổ cứu nạn. 9 nén hương thường được bày theo 3 hàng 3 cột ở 3 bát hương. Tuy nhiên, tùy theo cái không gian thờ cúng, nếu như mà cái không gian nó chật ý, thì các chuyên gia phong thủy cũng khuyên quý vị chỉ nên thắp mỗi bát một nén nhang đấy, để không gây ngột ngạt và phòng tránh cái chuyện hỏa hoạn. À, quý vị thân mến, như vậy là chỉ còn đôi tháng nữa thôi, nói chung là chưa đến 2 tháng là chúng ta đã bước vào cái đợt Tết Nguyên Đán, cái đợt Tết to nhất của năm. Cái năm 2024 là bước sang cái vận 9, là cái năm đầu của vận 9, là năm Giáp Thìn, đúng không ạ? Hạ nguyên vận 9. Hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn hiểu thêm được cái nguyên tắc lựa chọn cái hoa quả để thờ cúng, cũng như là cách thắp hương làm sao cho phù hợp để phát tài phát lộc, công danh sự nghiệp thì anh thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Đặt 5 loại hoa này lên bàn thờ, nghèo mấy cũng đổi đời sau một đêm, tiền bạc ùn ùn kéo về chật két. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, theo quan niệm của dân gian thì ngày mùng 1, ngày rằm là hai cái thời điểm quan trọng để thắp hương, dâng lễ lên ban thờ thần linh, ban thờ gia tiên. Trước là để tỏ cái lòng thành kính, sau là để cầu mong các ngài phù hộ độ trì cho gia đạo được an khang, may mắn, thịnh vượng. Với cái ý niệm ra hoa kết quả thì hoa là một thứ không thể thiếu trên ban thờ trong cái ngày này, đặc biệt là ngày mùng 1. Nó biểu hiện những cái gì thiêng liêng và đẹp đẽ nhất để dâng lên các vị thần linh cũng như là ông bà tổ tiên. Nhưng quý vị có tin rằng cái việc chọn đúng hoa để thắp hương có thể sẽ khiến thần tài gõ cửa, bình an may mắn vây quanh cả tháng? Còn nếu mà chọn sai những loại hoa, có thể phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh, vì đã phạm phải những cái sai lầm quá lớn. Xin mời quý vị hãy theo dõi video ngay dưới đây của Tử Thông để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch nên thắp hương hoa gì để phúc lộc ùn ùn kéo về, may mắn cả tháng? Thưa quý vị, theo tục lệ thờ cúng của người Việt thì bên cạnh khói hương nhang, mâm lễ mặn hay là gì, bánh ngọt, tùy theo quan niệm của từng gia đình, của từng vùng, thì có thêm cái chén nước, chén trà, thì một cái bình hoa tươi trên ban thờ là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nên đặt hoa gì lên ban thờ để mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc, sức khỏe cho cả gia đình. Mỗi một cái vùng sẽ có những cái quan niệm khác nhau về cái việc lựa chọn hoa để dâng cúng lên trên ban thờ. Nhưng mà nhìn chung ấy, có một số cái loại hoa được cho là phù hợp để dâng cúng, một số loại hoa lại được kiêng kỵ vì cái tên hoa, vì cái sự tích của loại hoa đó,
hoặc vì cái mùi hương không phù hợp, nó mang cái ý nghĩa xấu không được tốt lành. Thông thường thì khi thắp hương rằm ngày mùng 1 thì không nên kết hợp quá nhiều các loại hoa vì sẽ làm giảm đi cái ý nghĩa của các loại hoa đó mà mất đi cái sự thanh thoát khi đặt lên bàn thờ. Ngoài ra thì hoa dâng lên trên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên ấy cũng cần phải gì khác nhau. Vậy nên các gia đình cũng cần phải hết sức lưu ý. Lọ hoa đặt trên bàn thờ gia tiên cũng cần phải lưu ý, không nên chọn quá nhiều loại hoa vì sẽ mất đi cái tính thẩm mỹ hoặc là gì màu sắc lòe loẹt gây rối mắt. Theo quan niệm truyền thống thì các loại hoa như hoa hồng, hoa cúc đều rất thích hợp cho các dịp ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp và cái ngày mùng 1. Thì trong cái ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch tới đây thì có những cái loại hoa cực kỳ tốt để chúng ta tiến hành thắp hương để cầu mong cái sự may mắn bình an cho gia chủ. Một là hoa cúc. Theo phong thủy thì hoa cúc là biểu tượng của cái sự sống, của sự tăng thêm phúc lộc, tuổi thọ cũng như sự hoan hỷ đến với nhà. Thì ngoài ra hoa cúc còn là cái loại hoa biểu tượng cho sự duyên dáng và cho cái tấm lòng hào hiệp, đấy, cho tài lộc của gia chủ. Thứ hai là hoa hồng. Hoa hồng không những là cái biểu tượng của tình yêu, giữ lửa cho hạnh phúc của gia đình mà còn đem lại cái may mắn lâu dài cho gia chủ. Thân cây hoa hồng có nhiều gai còn xua đuổi được cái tà khí xâm nhập. Quý vị lưu ý nên chọn hoa hồng đỏ và sẫm, tránh hoa hồng trắng hoặc là các màu sắc khác. Thì ngoài ra hoa hồng tỉ muội cũng được rất nhiều người sử dụng để cắm trên bàn thờ. Những lọ hoa đơn giản với cái màu sắc tươi tắn cũng sẽ toát lên cái vẻ sang trọng. Hồng tỉ muội với nhiều nụ cũng sẽ gì biểu tượng cho cái sự may mắn tốt lành đến với mọi nhà, đặc biệt là trong ngày mùng 1 đó. Thứ ba là hoa huệ ta trắng. Với cái vẻ đẹp tao nhã, hoa huệ đã đại diện cho cái lòng trung thành, sự tái sinh và sự tinh khiết. Có nhiều người quan niệm hoa trắng không nên bày biện trên bàn thờ. Tuy nhiên ấy, hoa huệ lại mang cái vẻ đẹp trong trắng, ngay thẳng với nhiều nụ hoa nhỏ vây quanh, nên là tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, tượng trưng sự no đủ và sung túc. Với loài hoa thanh cao này thì chắc chắn bề trên sẽ phù hộ cho gia đình được may mắn tài lộc suốt cả một năm. Thứ tư là hoa đồng tiền. Quý vị thân mến, hoa đồng tiền được rất nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là các nước Đông Nam Á, vì theo quan niệm của người da vàng ấy thì chúng sẽ mang lại cái ước vọng về những cái ngày tháng thịnh vượng và tài lộc tiền vàng như nước. Ngoài ra cái hoa này nó còn là biểu tượng cho sức khỏe, tuổi thọ và tài lộc cho cả gia đình. Thứ năm là hoa lai ơn. Thưa quý vị, lai ơn hay là cái tên gọi khác của loài hoa kiếm lan ấy, đây là loại hoa được nhiều người yêu thích và nó tươi lâu. Các bạn có thể cắm và trưng bày trên bàn thờ để chào đón cái ngày mùng 1 cũng như là cái năm mới với nhiều cái kiểu khác nhau, cũng như là nhiều cái kiểu tạo dáng đẹp mắt để cho quý vị lựa chọn. Lai ơn mang cái ý nghĩa của cái tình cảm ấm áp và cái điều hạnh phúc. Đó là năm loại hoa. Thưa quý vị, khi đi lễ chùa hoặc là trong nhà có bàn thờ Phật thì cần nhất là phải có chữ tâm thanh tịnh. Hoa mẫu đơn hoặc là hoa sen là một trong những cái loại hoa phù hợp nhất để dâng lên bàn thờ Phật. Ngoài ra ấy, cũng có thể lựa chọn các loại hoa có màu đỏ, những màu sắc gì mà tượng trưng cho nhà Phật. Đó. Thứ sáu là hoa sen. Quý vị thân mến, trong Phật giáo thì hoa sen đại diện cho sự thanh tịnh và sự giác ngộ. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, ở trần thì cũng không bị nhiễm những cái phong trần. Hoa sen trong phong thủy tượng trưng cho cái sự thanh cao, cho sự thanh thoát và sự hoàn mỹ. Vì sống trong bùn mà không bị ảnh hưởng, hoa sen giúp cho những người ta có thể là tịnh tâm, làm cho không gian của phòng thờ nó trở nên ấm áp và bình yên hơn, tĩnh lặng hơn. Với cái ý nghĩa thanh lọc, hoa sen còn giúp điều hòa cái trường khí, tăng cường cái năng lượng tốt và ngăn cản những cái điều xấu, giúp gia chủ tránh được những cái điều phiền muộn để tĩnh tâm, an hưởng cái hạnh phúc và sự giàu có của mình. Thứ bảy là hoa mẫu đơn. Thưa quý vị, theo phong thủy, hoa mẫu đơn là loài hoa vương giả, sang trọng và đại diện cho cái sự giàu có, thanh tịnh, sắc đẹp. Đấy. Trong các vật phẩm phong thủy thì hoa mẫu đơn được gọi là cái vật phẩm tượng trưng cho cái sự phú quý, cho tình duyên. Thưa quý vị, đó là những cái loài hoa tốt lành chúng ta có thể thắp hương lên ban thờ vào cái ngày rằm ngày mùng 1 cũng như là ngày lễ Tết để cầu mong cái sự may mắn, cái sự cát lành đối với mình. Thì bên cạnh các loài hoa cát lành trên ấy, thì bên cạnh các loài hoa nêu trên dùng để thắp hương để dâng lên thần Phật gia tiên thì có một số cái loài hoa mà gia chủ tuyệt đối không nên đặt trên bàn thờ trong ngày mùng 1 để tránh chuốc lấy cái sự xui xẻo không đáng có. Thứ nhất là hoa nhài, là biểu tượng trong sạch, tinh khiết
Nhưng trong dân gian ấy, đây là cái loại hoa gắn liền với những câu nói không tốt đẹp hay là nghịch cảnh, ví dụ như là cây hoa nhài cắm bãi phân trâu. Vì thế nó không được sử dụng trong cái việc thờ cúng. Thứ hai là cúc vạn thọ. Quý vị thân mến, người miền Trung rất chuộng cái cúc vạn thọ vì dễ trồng, dễ sống. Nó có màu vàng tươi, rất đẹp, tượng trưng cho sự may mắn và sự thịnh vượng. Nhưng ở một số nơi, người ta lại kiêng kỵ không nên cắm cái loài hoa này trên ban thờ vì nó cái mùi hôi của nó không phù hợp với cái không gian thờ cúng và cũng không phù hợp với cái việc thờ cúng gia tiên, tổ tiên cũng như là các vị thần linh. Thứ ba là hoa ly. Loài hoa này có màu sắc rực rỡ, hương thơm nồng nàn nên không nên dâng lễ Phật, nhưng mà có thể dâng lên gia tiên hoặc là ban thờ thánh rất là tốt, nhất là những nơi thờ thánh mẫu ấy. Một số người kiêng dùng hoa ly vì sợ ly tán, sợ chia ly ở ban thờ gia tiên. Thứ bốn là hoa phong lan. Tuy rằng đây là loài hoa đẹp, bền, được nhiều người cắm trong các dịp lễ Tết dỗ chạp, nhưng không được dùng để dâng lên Phật vì nó có nhiều màu sắc rực rỡ. Chữ phong gắn liền với chữ phong tình, phóng túng. Vì thế đây cũng là những loài hoa mà kiêng kỵ không nên thắp hương. Thứ năm là hoa phù dung. Đây là loài hoa có tên đẹp nhưng lại mau tàn, và nó có sự tích là không may nên là cũng không được dùng trong cái việc thờ cúng tổ tiên và đặt lên trên ban thờ. Thưa quý vị, đó là những cái loài hoa mà kiêng kỵ không nên đặt trên ban thờ vào cái ngày mùng 1, đặc biệt là ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch sắp tới đây. Quý vị thân mến, nếu như cái việc dâng hoa cúng có những cái hạn chế nhất định trong việc lựa chọn để đảm bảo cái sự linh thiêng cho ban thờ, thì cái việc đặt hoa cảnh trong phòng ấy cũng sẽ giúp tăng thêm cái tính thẩm mỹ, tạo nên cái vẻ đẹp và cái nguồn năng lượng dương tích cực cho cả căn nhà. Gia chủ cũng có những cái lựa chọn thoải mái hơn theo sở thích riêng của mình mà không bị gò bó bởi quan niệm tâm linh nữa. Trong phần tiếp theo của chương trình, Tử Thông sẽ bật mí các loài hoa đẹp có ý nghĩa cũng như là màu sắc giúp cho căn nhà của bạn luôn sống động, tràn đầy sức sống, thâu thu tài lộc, may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, từ lâu cái thuật phong thủy đã sử dụng các loài hoa với ý nghĩa bổ trợ cái nguồn khí tốt cho gia chủ. Khi mà xem xét đến việc trang trí hoa trong phong thủy ấy, thì các bạn cần phải chú ý đến tên các loài hoa, màu sắc và số lượng. Dưới đây là 6 loài hoa thường được dùng trong phong thủy để mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. 1. Hoa mẫu đơn. Thưa quý vị, ở nước ngoài tất cả mọi người đều cho rằng một cái đám cưới hạnh phúc luôn đi kèm với một cái bó hoa mẫu đơn. Đó là cái lý do tại sao mà những bó hoa mẫu đơn thường được dùng làm hoa cưới. Trong cái ngôn ngữ của loài hoa ở phương Tây ấy, thì hoa mẫu đơn biểu trưng cho sự e lệ, sự thẹn thùng cũng như là gì, cho lòng trắc ẩn. Còn ở Trung Quốc thì cái hoa mẫu đơn thường là biểu tượng cho sự giàu có, thịnh vượng và cho cái sắc đẹp. Xa xưa thì người Trung Quốc, đặc biệt là giới quý tộc tại Trung Quốc ấy, thì mới được sở hữu cái loài hoa này. Loài hoa này được sử dụng trong phong thủy với cái ước mong đem lại cái sự lãng mạn cho cặp đôi, xua tan những cái bất hòa trong cái tình yêu. Các bạn có thể sử dụng một vài bông hoa mẫu đơn, đặc biệt là màu hồng và màu đỏ, để phát huy cái tác dụng phong thủy mạnh nhất. Ngoài ra ấy, thì cái hoa mẫu đơn cũng được để sử dụng làm kích đào hoa khi mà quý vị treo tranh mẫu đơn hay đồng hồ mẫu đơn để kích, giúp cho được vượng vận đào hoa, gia đình thì hạnh phúc yên ấm. Thứ hai là hoa sen. Hoa sen từ trước đến nay luôn là cái cảm hứng bất diệt cho thi ca và nghệ thuật của người dân phương Đông. Ở Việt Nam ta thì hoa sen thường xuyên đi vào cái câu ca dao, như là trong nầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cái hoa sen nó là biểu tượng cho cái sự hoàn hảo đến cái mức tuyệt đối và cho cái sự lãng mạn, quên đi quá khứ. Hoa sen mọc trong bùn nhưng vươn lên khỏi nó để hướng tới cái ánh sáng mặt trời, nên thường được biểu tượng cho cái sự thanh khiết không bị vấy bẩn của cái bùn đen và gì, vươn lên trở mình đến cái ánh sáng mặt trời chói chang. Nhờ cái vẻ đẹp và cái sự tinh khiết cùng cái hương thơm ngát, không vướng cái mùi bùn ấy, thì hoa sen là loài hoa rất được ưa chuộng trong phong thủy. Theo đông y, tất cả các thành phần của sen từ rễ, cây, cành, lá, vân vân đến nhụy hoa thì đều cũng có tác dụng chữa bệnh. Do đó, trong phong thủy thì sử dụng hoa sen với cái ý nghĩa là mang đến cho gia chủ cái sức khỏe dồi dào, lành mạnh, đúng không? Không bệnh tật và tạo ra cái sự hài hòa cho cái không gian của ngôi nhà là điều cần thiết. Thứ ba là hoa thủy tiên. Quý vị thân mến, đây là cái loài hoa có màu vàng hay là màu trắng, rực rỡ như ánh nắng mặt trời, và nó biểu tượng cho cái tình yêu không được phép đáp lại. Nó cũng biểu trưng cho cái sự hư ảo và cho lòng tự trọng.
Nói chung, hoa thủy tiên thì có rất nhiều cái tác dụng trong phong thủy mà quý vị cần phải biết đến. Đó là một cái loài hoa đẹp, phù hợp để trang trí trong không gian nhà các bạn. Đó là loài hoa thứ ba. Thứ tư là hoa cúc. Thưa quý vị, trong phong thủy thì hoa cúc tượng trưng cho cái sự sống thanh bình, cân bằng. Với cái màu sắc của ánh mặt trời chói chang, hoa cúc mang trong mình cái nguồn năng lượng dương mạnh mẽ. Vì thế nó thường được sử dụng để cắm để thu hút cái may mắn cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Hoa cúc được bao quanh bởi rất nhiều câu chuyện. Hầu hết trong đó thì đều thì nói là hoa cúc tượng trưng cho niềm vui, sự hoàn hảo và cái tinh thần lạc quan. Hoa cúc là quốc hoa của Chicago, là loài hoa được đại diện cho những người sinh vào tháng 11 và là loài hoa kỷ niệm 13 năm của ngày cưới. Ở Nhật còn vinh danh hoa cúc mỗi năm tại cái lễ hội hạnh phúc. Người Nhật tin rằng nếu mà các bạn đặt một cánh hoa cúc đơn dưới một ly rượu thì nó sẽ mang lại cho các bạn cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc trọn đời. Thứ năm là hoa phong lan. Thưa quý vị, loài hoa mang cái vẻ đẹp kiều diễm cùng cái hương thơm vô cùng là sang trọng và quý phái. Nó vốn dĩ là cái biểu tượng phong thủy cổ điển của cái sự sinh sôi nảy nở. Ở hoa phong lan ấy thì con người luôn cảm thấy cái nguồn năng lượng dạt dào của tự nhiên thúc đẩy chúng ta tìm kiếm cái sự hoàn hảo tròn trịa, cái nét phong phú đa dạng hoàn hảo trong từng cái loài hoa phong lan, cũng như cái mùi hương tinh khiết cùng vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho loài hoa này cũng giúp cho ngôi nhà được trở nên sang trọng và thu hút tài lộc nhiều hơn. Cái mỗi một màu hoa phong lan lại mang cái một cái ý nghĩa khác nhau. Đó, cái hoa phong lan màu xanh thì biểu tượng cho cái tâm linh và cho thiền định. Hoa phong lan màu trắng lại đại diện cho sự ngây thơ, cho vẻ đẹp sang trọng. Hoa phong lan màu hồng thì tượng trưng cho niềm vui, cho hạnh phúc và cái sự thuần khiết. Đây cũng là cái loài hoa được tặng nhiều nhất trong cái dịp lễ cưới. Bên cạnh đó, hoa phong lan màu vàng thì đại diện cho cái gì tình bằng hữu và cái sự khởi đầu mới. Loài hoa này hay được tặng cho những người bạn thân thiết với nhau. Thứ sáu là hoa hải đường. Theo quan niệm của người xưa thì chữ đường trong hoa hải đường mang cái hàm ý là một ngôi nhà lớn. Chính vì thế, đây là cái loài hoa nó thể hiện cho cái sự giàu sang và sự phú quý. Nên việc lựa chọn hoa hải đường trưng trong nhà quả thật là rất phù hợp. Hoa hải đường cam mang cái vẻ đẹp lãng mạn, tình yêu nồng nhiệt. Đấy, màu vàng thì thể hiện cho cái sự hạnh phúc viên mãn. Màu đỏ thì tượng trưng cho cái may mắn, giàu sang. Màu trắng thì là ý nghĩa là gì? Trinh tiết kiêu sa. Sở hữu cái loài hoa này sẽ khiến cho quý vị gia chủ ấy có được cái năng lượng tốt. Đấy, cũng mang lại cái may mắn và tài lộc cho gia chủ. Thứ bảy là hoa đào. Thưa quý vị, hoa đào không đẹp một cách rực rỡ như hoa hồng mà lại có cái vẻ đẹp khiêm nhường, đằm thắm nhưng lại gì rất đi vào lòng người. Cái sự tươi mới, sự khởi đầu, giáo dục và cái nét ngây thơ thuần khiết và cái vẻ đẹp của người phụ nữ, đó là những cái ý nghĩa cơ bản mà hoa đào nó mang lại. Những cành hoa đào nở rộ được sử dụng nhằm cái mục đích mang lại cái nguồn năng lượng cho cái sự khởi đầu mới, một cảm giác tươi mát, tinh khiết và ngây thơ. Hoa đào rất được ưa chuộng trong phong thủy. Ở những cành hoa đào tươi thắm được cắm trong cái ngày Tết đến xuân sang sẽ đem lại cảm giác tươi mới, hạnh phúc cho cả gia đình. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loài hoa tốt lành có thể thắp hương trên bàn thờ, cũng như là các loài hoa tốt đẹp có thể trang trí, cũng như là những loài hoa mà cấm kỵ không nên đặt lên bàn thờ trong cái dịp lễ Tết Dỗ Chạp ngày mùng 1 ngày rằm. Hy vọng những thông tin hữu ích mà Tử Thông chia sẻ với quý vị ở trên ấy sẽ giúp ích phần nào cho quý vị lựa chọn ra cho mình được loài hoa cúng tốt nhất vào cái dịp lễ quan trọng, hoặc đơn giản là để chọn cho mình những loài hoa đẹp ý nghĩa để trang trí trong nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình.